Ryzen 7 5700X là một trong những CPU mạnh mẽ nhất của AMD hiện nay. CPU này đang được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet, sở hữu 8 x 16 luồng với xung nhịp cơ bản 3,4 GHz và xung nhịp boost tối đa lên đến 4.6 GHz. Ryzen 7 5700X đủ sức đáp ứng cho mọi nhu cầu của người dùng, từ chơi game, đồ họa cho đến các tác vụ nặng như render, video và dựng phim. Main ASUS RAM B450MA thế hệ thứ 2 gaming with fanstop tự động dừng khi quay dưới nhiệt độ ở ngưỡng quy định để giảm tiếng ồn hệ thống, đồng thời tăng tuổi thọ quạt tản nhiệt. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng quy định, quạt sẽ tự động quay để làm nhiệm vụ tản nhiệt. KBCI Thread bọc thép siêu bền, thiết kế chắc chắn bằng thép không gỉ từ Gigabyte, củng cố cho các chân kết nối PCI Thread để cung cấp thêm sức mạnh cần thiết để hỗ trợ cho các cạc đồ họa nặng không bị cong và xệ, bảo vệ bao mạch khỏi sự ảnh hưởng từ lưu huỳnh. Các hợp chất lưu huỳnh không chỉ có thể xuyên qua các điện trở để trên bao mạch tạo ra sự thay đổi hóa học, mà còn làm cho điện trở hở hoặc là ngắn mạch. Nếu một trong hai điều này xảy ra với bao mạch chủ thì sẽ không hoạt động. Bằng cách trang bị điện trở với thiết kế chống lưu huỳnh, mainboard Gigabyte mang đến cho bao mạch chủ siêu bền với một ý nghĩa hoàn toàn mới. Thiết kế MOSFET có ADS on thấp. Các bao mạch chủ của Gigabyte sẽ sử dụng các MOSFET ADS thấp để giảm hiệu năng điện tiêu thụ, đồng thời là giảm lượng nhiệt sinh ra. Đây là một sự tiết kiệm năng lượng trên thực tế, có lợi cho người dùng và môi trường và không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống nha. 32GB là dung lượng RAM tối thiểu cần thiết để chơi các tựa game chip bộ A hiện nay. RAM 32GB DDR4 3200MHz sẽ giúp bạn thoải mái chơi game mà không lo bị giật lag. SSD 500GB M2 NVMe PCI Express Gen 3 sẽ giúp các bạn khởi động máy tính, mở ứng dụng và tải game một cách nhanh chóng. RTX 3060 là một trong những card đồ họa tầm trung mạnh mẽ nhất của NVIDIA. Card đồ họa này có thể chơi mọi các tựa game chip bộ A hiện nay ở chế độ Full HD hoặc là 2K luôn nha.